ở chợ lầy cá bơ tú lầy trâu hờ rề né ai sắp tồn tầng tên gó bia nũ nâm trâu lau mơ cho ur mà trâu cần gờ bó trâu hờ rề hồi tồn là rơ ngói đó là sắp tas ghê lơ bơ lõs hà đồng bóa tú tồn là đô bà ta niệm ít trâu hờ rề tam bơ nâm trường sơn trâu hờ rề ôn tồn tam ala tớ tôi gồm bà dung qua màng tam rai ký xe tì nên là tân gó nũ cần gà bốc lau mơ ur nghệ nhân đinh văn mê nhà kênh u hình tồn bà gít prap hầm hớ là tù bà ta trà rửa gây ít kênh gân tùy lỡ kỳ in ta sắp bị kênh chào u bà u hình hầm lần gợi gớ sớ đần bé mơ tì ta bộ lầm biết bớ đần sắp gà tát bà nồn hà rít hà gà mụ là sắp tát ở lại ít. Anh ghi ưu hình tồn với tố gặm cả nòm tố sờ nét lâu văn chất sân năm. Chào hà rê ưu hình tồn đơn tên gó nụ sân hâm. Bởi mà sắp tồn gờ bờ đơn nụ sân hâm đơn tam rải ký. Tố ưu hình tồn chào nghệ nhân ở Ústayom bà ta trải rồi gây hề đi. Mơ sắp tát mơ ở lại chân nào hè cần. Hà là chân nào cần chất nũ cơ bó ít. Châu chơi quần nhạc, tiến sĩ Trần Hữu Sơn. Anh Tôn là tù nhạc cụ, chạy rồi gây ít, châu hà rê đất ít. Tam hớ có sắp tát, à là ít châu còn châu. Hớ là bà ta chạy rồi gây. Bơ bà ta, gít nhát sắp nhằm. Bà ta chạy rồi gây, châu nét bình dình sắp nhạc ít. Xin đất bà tay là xin hâm tròn đi. Chào bà ghét nũ sạch ngờ bó. Đừng có tui xa chá rõ. Có tui bắp gà bà ta chạy ra gây ồn bàng. Tu hớ đừng có bà ta dắt chào đi. Tút bòn làng mùng, xã Sơn Bao, con hỏi Sơn Hà trả Quảng Ngãi. Bọn hề tỏ mắt có bà ta chạy rồi gầy, bởi dù tì đừng ngó trong nghệ nhân đơn xin năm. Nghệ nhân đình bờ rừng, nếp bà chánh bọn dứt xin năm đơn bà chế, mơ bà to, bà lỡ nhạc cụ mơ lè đờ. Vớ tài, châu hà rê cần gà bó sắp nhạc, mà nên là cần gà bó sắp nhạc tát bớ lè đờ. Bà ta, âm minh chăng gà, bình dình bà ta kýt, mà găm bà mà còn bà nút, bình dình bà ta niệm ít. Găm còn bà nút, âm minh sư bình tam bà đờ đừng kýt, mà găm tân gó bà ta chạy rồi gây. Đừng đờ bớ bà ta à lá bà ta phàn quờ, bớ tân khùng hâm, tân gớ tình lệ đờ ghê hâm. Chào hà rê, cái rớ ngành phần sắp tát, lơ bơ lê đờ. Sắp đò, ghe hỏi là brát. Brát là nhạc cụ chè, gầm ghe mòn drum mơ cơ tạt bro châu ê đê. Brak ghe lơ bơ đình đờ hà sân gà tròn 50cm. Gà tàr brak ghe bà chè. Cập chè cho hà rê hỏi là chè clau, chè ur, đơn tân gó nũ bên quát địch mìr. Cần gân tát vừa nồng, trong ngôi tròn bài linh rò, cho quà rà trồm. Dắt cho bà rê bình, gật tàu brak mình ghét chọc lòng hờ. Chào hờ ít hà hình tay tú ở đó cà liều. Bởi ít sơ nhạc cụ đò gầm tần gó á lát sắp tát đường bị sắp trình tạm á lát tự gồm vật dung tầm bòn. Hà cùng ghét tú tăng cười giờ lớp rác bọt lạc châu hờ rê hình tay gật tàu hè đi đơn ghi in rài si bọt lạc lỡ còn bốn nút in gó chở hợp ra lâu.
Bihasum sắp nhà kết diện là Sisa Nổ Stor ở cơ tư bác Tam Rai Kis Châu Hà Rê. Âm mình, người đồng giác, hình tồn cơ tà rác nghệ nhân đình văn mềm, cam cơ tùy, cân hờ cơ tà rác đồng. Cơ tà rác đồng là đồ nhạc cụ gơ ghế tre ghế cùng hoài si cơ tà rác đồng là đồ đâm chi đình đít mờ chú trồm hà đâm cơ tà rác ghế si quét tre hà đăng xá cơ tà rác ghế bào bộ lê lơ phím drum bị trình gòn cùng kéo rồi đồng là đồ si pet lơ hờ cơ ta rồi đòn gơ ghế phần cộng hưởng tát sắp tú xá cơ ta rồi ta bó một lầy liền mơ bờ chào cân hờ cùng là tù bà ta tát sắp hết là tù bà ta chạy rồi gây ít cơ ta đi tú cân hờ cơ ta chào của tôi vợ hà là đâm bờ đừng ghi in bên trình sắp tát kênh tên gó nụ sinh hầm trao trầm tên gó dắt sắp nhạc của ta nên là tam rai kis tạm đi đông nam á trộm mắt nót mệt ghen gleder là quần màng bớ mà trao tông gơ lỡ nhạc cụ mời cháu ném bình trình bà ta pan nhằm à la is đừng có tuổi ta sắp nhằm tam rai kis dỡ lá trầm tông mơ gleder đồ nhạc cụ ở cái tuổi ba tam sắp nhạc chào hờ rê là vinh vút. Vinh vút là đồ nhạc cụ lời nhờ tú tạp tì mình cho ổn hờ là đồ nhạc cụ lỡ slơ ghé sắp tát nèm tân gó bà ta chạy rồi cây mở nỗ sân hầm cho ổn hờ rê cơ tà vinh vút cái lỡ bơ tình lộ ồ chi đò tròn lờ hờ tú hè tạp lỡ ngơ tát sắp đờm mơ bờ nồn vinh vút ghép bó điệu kênh kinh hờ vinh vút pal ghép bè nái chào tạp tam bó điệu vinh vút ghép giai điệu tiết tấu và đần và tà nhằm ít bờ hớ tôn hờ tụ bài lầy kênh bè nái chào pal ghép bà ta kinh hờ tam pal tam muồng gấp đừng có tuổi bà chuyện sắp tát lỡ niềm tổ rồi chậu yết trong hơi rề nơi ghét ngồi đồng glè đờ đừng bên chuyện alas sắp tas lỡ nhảm nổ sân hầm chuyện cả là đồ pan ghé lỡ mở tình glè chuyện cả là cung drum bị cái tar cha pi cho rắc lầy nghệ nhân đình công bồ nhà chuyện cả là nhà cụ lời cho lau in hờ lời kinh hờ tân gó drum bị sắp trình với lại or mình hiểu pas đừng ghé trình giờ đó châu hờ rề nét của tôi bình diện trên cà la đừng ở lá hiểu rợ ba cung của tôi ép sắp trình gòn tốt giờ đó trên cà la xôm ghép mắt tầm róa lơ tầm rải kít châu hờ rề g tân gó xì ghép mắt trên cà la là nỗi cần cân nầm châu rợ ba và đừng như nào cần cân nầm là ghép ép sắp trình gòn sắp tát tầm ấy bảy bảy nầm bơ a lái chi gle der chau hơ rê cơ tuổi pân diện chinh ca la a la si chinh chau hơ rê gơ ghép pe che a la pe nầm chinh yau or chau la lọt lơ mir ở ska sắp chinh còn chau hè đi đừng chau mòn si chinh ca la đò a la sắp chinh gòn đừng lời cân hơ ghi in rai bol glar cầm bờ tơ pan yơ xua đuổi những cái con vật những
rồi cũng để làm cho những cái thêm một cái dấu ấn, một cái vui, cái giá trị của họ. Tức là con thưa cô rằng là nghệ nhân Đinh Công Bồn, mình quần giao lâm trong hờ rề, cần hờ rớ nhạc cụ còn trầu. Vật ý sớ ôn găm dơ nũ sờ mơ alapata pandong trong hờ rề. Hàng riêng bà ta phân mơ nhạc cụ trong hờ rề, kế ổn bồn tật gồm mơ prap. Và sắp xếp một cách khoa học với chú thích rõ ràng. Rớ trong hỏi anh đi tò là bảo tàng đít. Găm ổn bồn, mình hỏi hớ là ở tú, ân rớ bà ta phân he cần cần ẩm. Cần cái tuổi prang hàng riêng bà ta phân mơ nhạc cụ, ổn bồn nế rõ mệnh bó sơ nằm, lọt tút tạm rớ bọn dô bọn ngài, đơn dây quần mơ tật gồm prap. Ông xùm tòm á lá châu kara bòn châu hờ rê, đơn bơ bơ dời quần ghít tay dâu lâm nèm. Tam tú lớp rõ tờ chích tờ gùm prap, ông bôn gàm ghế á lá bờ tà phành, á lá nhà cụ, tút á lá bòn, đơn gia tay hồng châu in ghít, nên là rai cân ông châu hờ rê, đơn ghít qua màng phành con châu hè. Ông bôn gà, rớ bờ tà phành, mang drâm bì con rô bù, maya ông né tầm bờ gờ dơ. Bớ tài, cần cái tuổi bắp gà do làm còn trò hè ti, hè pal, tầm bờ gờ từng cái tuổi kế. Tớ đắp bờ ta, gờ rõ chuối rớ dầu, làm rớ pan nèm cho hờ rề. Anh né, rồi tôi gồm prap rớ bà ta phan tạm rớ bòn. Đừng cần cái tui prap gà bà ta phan nhằm ông phàng lời quân. Bà ta cần anh đi là gia còn sau in ghít. Đồng bà khai tỏ mắt có bà ta phan nhằm còn chào hè nế kế nế đồng. Mục đích là cũng để giới thiệu cho con cháu về sau này không những để trên lý thuyết, trên sách vở, sách báo nhưng mà cũng là để chứng kiến thực tế và những cái hiện vật mà đặc biệt này là những loại nhạc cụ này. Cứ tuổi đất nhạc cụ con cháu đất và chuyên gòn đất ít ghép bắp gà bất cập ná cháu muôn tùm cháu. Drum bị làm bột con cháu ở miền Tây, tạm ấn trường sơn Tây Nguyên, trình tờ bó địch mệt mơ rải kít cho hờ rề. Là sắp nút còn bờ nút, đừng tân gó bà ta mót dùm trở hợp tạm rải kít, tạm bóa lỡ, cập ngày. Tạm á lát tớ tờ gồm mắt cho bòn, bì lỡ giàng, tết, xà rô bù, nhô bào, hà tớ tờ gồm nhô tờ nầm, á lát cho lau, ô rú. Chọc ra, đâm cái tuổi tuổi trình. Dù chê trình chọc hờ rê, mình ghé bè nầm, bàl mơ số mắt hỏi kre ít, trình tung, trình nhũ, mơ trình túc. Chọc hờ rê ghé bè điệu, tuổi trình, hờ là trình đơn nâng, trình đờ hà, hờ lai, mờ trình kết hòa. Cần sắp trình bình nồn ngài giòn, nèm ra lầu, châu hơi lê, ở ức, cân hờ bàl, mờ tạm nhà đối trợ, đơn tân gó bóa, tạm gọi lỡ mìr. Mờ châu hơi rê, sắp trình bì là si rà bằng tất bó còn bà nút mờ ở lá giàng. Cung bì cho nào gia khan, hà trợ hợp, tú châu bòn, tú mơ giàng gần rớ, cần chăng gà, vớ sắp trinh rịp mệt mơ châu hờ rê, kênh rớ rài châu hờ rê, nếp rắp gà. Mơ gớt chinh là tù bà ta nèm tầm rài kít. Gớt chinh là tù xí xa nỗi sinh hầm ở cái tuổi bá, xùm tút ngày đó.